Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào khách nhé. Hiện tại đang là buổi trưa của ngày 22 tháng 12 năm 2019. Thì trên mình quý vị tôi vừa hoàn thiện xong một bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng tay 12 bằng chất liệu gỗ hương đá, làm theo đơn đặt hàng của anh Quý Thanh ở tại thành phố Việt Trì. Trên màn hình đây là tổng thể của bộ bàn ghế đây, chúng tôi vừa hoàn thiện xong và chuẩn bị lại bốc xếp lên xe giao cho nhà khách hàng. Tôi có quay lại một video làm clip, video clip làm kỷ niệm cũng như là giới thiệu đến quý vị và các bạn. Đây là hình ảnh chiếc đoạn dài. Thì toàn bộ sản phẩm này được chúng tôi sử dụng chất liệu gỗ hương đá làm nên. Và đây là bộ sản phẩm hàng cột liền, khác với những sản phẩm hàng thông thường. Và chúng tôi làm tay liền khối. Đây quý vị thấy những hàng thông thường là chúng tôi sẽ nối ở đây. Còn bộ này là chúng tôi làm liền khối phần tay, cũng như là ván dày 1,5 phân. Toàn bộ phần đố dày, hàng dày dặn. Còn là về kích thước mẫu mã thì cũng như những bộ trước chúng tôi giới thiệu cho khách hàng rồi. Thì tôi sẽ không giới thiệu lại nữa. Mẫu mã vẫn y như vậy, kích thước vẫn là kích thước chung như vậy. Tuy chỉ có khác là phần tay liền cũng như là phần ván là tôi làm dày hơn. Và tôi chỉ sẽ giới thiệu sự khác biệt là về phần vân gỗ thôi. Do hiện tại là tôi quay nó đang không ngược đúng chiều sáng lắm nên là màu sắc nó không được chuẩn so với thực tế. Quý vị nhìn nó không được chân thật lắm. Do là ánh sáng nó không được chuẩn, ngược chiều nắng đây. Màu sắc như vậy là hiện tại gần giống với màu thực tế của sản phẩm này quý vị nhé. Tôi đang qua đứng ngược chiều với ánh sáng là đó, quý vị thấy được vân gỗ hương Nam Phi này. Rất là tuyệt vời. Cực kỳ là đẹp luôn. Đó, quý vị thấy ánh sáng nhiều lúc nó bị thừa sáng hoặc là thiếu sáng nên là màu sắc của cái bộ ghế này nó không được chuẩn lắm nhé. Còn là bộ ghế này thì chúng tôi cũng không phun màu đậm mà chỉ phun màu nhạt thôi. Còn đây là nguyên vân gỗ cũng như là màu gỗ hương thôi. Chúng tôi cũng không phun màu. Tôi phun bóng mờ. Đó, thì mọi người có nhu cầu hãy liên hệ tới xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé, theo số điện thoại là 0985710816. Cơ sở có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Tôi sẽ để hình ảnh chi tiết của cái bộ sản phẩm này bên dưới phần mô tả video để mọi người có thể xem được chi tiết. Và hiện tại đang là buổi trưa của ngày 12 tháng 11 năm 2019. Đây là bộ bàn ghế của anh Quý Thanh tại thành phố Việt Trì. Xin chào mọi người nhé, hẹn gặp lại mọi người trong những video clip khác.